Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm và những giai thoại tiên tri bất hủ. Sống gần như trọn vẹn một thế kỷ 16, đầy rẫy những biến động và bi kịch, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm chính là người đã gián tiếp thiết lập lại trật tự đất nước khi nhiều lần đưa ra lời khuyên cho những người nắm giữ vận mệnh quốc gia. Đặc biệt, nhân dân nhớ mãi về Trạng Trình thông qua những bài sấm bất hủ. Ngay cả các nhà lý số Trung Hoa cũng bái phục mà phong tặng ông danh hiệu An Nam Lý Học Hữu Trình Tuyền. Tham vọng không thành của người mẹ. Nguyễn Bỉnh Khiêm tên khai sinh là Nguyễn Văn Đạt, sinh ngày 6 tháng 4 năm Tân Hợi, niên hiệu Hồng Đức thứ 22 dưới triều Lê Thánh Tông, tức 13 tháng 5 năm 1491 dương lịch, tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Cha của ông là giám sinh Nguyễn Văn Định, nổi tiếng hai chữ nhưng chưa hiển đạt trong đường khoa cử. Mẹ của ông là bà Nhữ Thị Thục, con gái út của quan tiến sĩ thượng thư bộ hộ Nhữ Văn Lang. Tương truyền bà Thục nổi tiếng bản lĩnh khác thường, học rộng biết nhiều là giỏi tướng số, nên muốn chọn một người chồng tài giỏi để sinh ra người con có thể dựng nghiệp đế vương. Nguyễn Bỉnh Khiêm sớm được giáo dục cẩn thận, rèn luyện cả về thể lực và trí lực nên to khỏe thông minh khác thường, chưa đến một tuổi đã nói sỏi. Lên 4 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm được mẹ dạy sách kinh, thơ nôm và đã có tiếng thần đồng. Tuy nhiên, khác với người vợ dốc tâm rèn dạy con trở thành bậc đế vương, giám sinh Định chỉ muốn hướng con là một bầy tôi trung thành. Có một lần bà Thục đưa con về quê ngoại, dọc đường gặp một thầy tướng số Trung Hoa. Thấy cậu bé có tướng mạo lạ thường, ông liền nói, đứa trẻ này về sau có thể làm tới ngôi vương. Nhưng sau khi xem kỹ lại, ông liền than rằng, cùng lắm chỉ là trạng nguyên mà thôi. Thất vọng, bà Thục bỏ nhà ra đi. Từ sự vụ trên, dân gian đã đưa ra nhiều đồn đại về hành tung của bà. Đến tuổi trưởng thành, nghe tiếng bản nhãn Lương Đắc Bằng ở làng Lạch Triều thuộc huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Sau nhiều lần dân kế sách trị nước cho vua không thành, nay đã cáo quan về quê sống đời dạy học. Nguyễn Bỉnh Khiêm cất công vào tận xứ Thanh để tầm sư học đạo. Chẳng bao lâu đã trở thành học trò xuất sắc nhất của thầy Lương. Trước khi qua đời, Lương Đắc Bằng trao cho Nguyễn Bỉnh Khiêm bộ sách quý về dịch học là Thái Ấp Thần Kinh, đồng thời ủy thác người con trai Lương Hữu Khánh cho Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy dỗ. Vị ẩn sĩ vĩ đại. Lớn lên trong giai đoạn triều Lê Sơ rơi vào khủng hoảng suy tàn, không muốn đi vào vết xe đổ của người thầy, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã bỏ qua tới 9 kỳ đại khoa, trong đó có 6 khoa thi dưới triều Lê Sơ. Ngay cả khi nhà Mạc lên thay, xã hội dần đi vào ổn định, nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không vội vã ra ứng thí. Tới năm đại chính thứ 6, 1535, đời Mạc Thái Tông, Mạc Đăng Doanh thịnh trị nhất triều Mạc. Ông mới quyết định đi thi và đậu ngay trạng nguyên, năm ấy ông đã 45 tuổi. Ngay sau khi đỗ đạt, ông được bổ nhiệm làm Đông Các Hiệu Thư, chuyên việc soạn thảo sửa chữa các văn thư của triều đình, rồi sau được cử giữ nhiều chức vụ khác nhau như Tả Thị Lang Bộ Hình, Tả Thị Lang Bộ Lại kiêm Đông Các Đại Học Sĩ. Nhưng sự qua đời đột ngột của Mạc Thái Tông vào năm đại chính thứ 11, 1540 đã kết thúc giai đoạn được coi là thịnh trị nhất của triều Mạc. Đồng thời, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng mất đi một chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện những hoài bão trị quốc của mình. Nhân lúc triều chính nhiễu nhương, chia bè kết phái, Mạc Hiến Tông còn ít tuổi, chưa đủ năng lực điều hành chính sự. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dâng sớ trị tội 18 lộng thần, trong đó có cả con rể của ông là Trấn Thủ Sơn Nam Phạm Giao, nhưng không được vua chấp thuận. Bởi vậy, năm 1542, ông xin về quê trí sĩ sau 7 năm làm quan tại triều đình. Sau 2 năm về trí sĩ, tới năm Giáp Thìn 1544, vua Mạc lại cho người về phong tước Trình Tuyền Hầu cho ông, rồi sau lại thăng ông lên chức Thượng Thư Bộ Lại, Thái Phó, tước Trình Quốc Công. Ông trở thành vị quan văn hiếm hoi, được phong tước công khi còn sống. Cũng do đây mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. 20 năm sau đó, từ năm 53 tuổi tới 73 tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiêm tuy không ở hẳn Kinh Đô, nhưng vẫn cán đáng nhiều việc triều chính, được vua Mạc tôn kính như bậc quân sư. Năm 1564, ông mới chính thức treo ấn từ quan về quy ẩn nơi quê nhà. Trong những năm trí sĩ cũng như thời gian quy ẩn tại quê nhà, ông đã cho dựng am Bạch Vân lấy hiệu là Bạch Vân cư sĩ, lập quán Trung Tân làm cầu Nghinh Phong, Trường Xuân cho dân qua lại thuận tiện và mở trường dạy học cạnh sông Tuyết, còn có tên là sông Hàn. Vì vậy mà về sau các môn sinh tôn ông là Tuyết Giang Phu Tử. Học trò của ông có nhiều người hiển đạt sau này như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Trương Thời Cử, Đinh Thời Trung, Hàn Giang cư sĩ Nguyễn Văn Chính, con trai cả của ông. Ngày 28 tháng 11 năm Ất Dậu 1585, ông tạ thế tại quê nhà ở tuổi 95,
Trước khi qua đời, ông còn dâng sớ lên vua Mạc: xin nhà vua hết lòng tu nhân phát chính, lấy dân làm gốc, lấy nước làm trọng. Trong sửa sang văn trị, ngoài chuyên cần võ công, may ra giữ được cơ nghiệp tổ tiên thì thân chết cũng được thỏa lòng. Mạc Hậu Hợp cử phụ chính đại thần Ứng Vương Mạc Đôn Nhượng cùng văn võ bá quan về lễ tang để tỏ lòng kính trọng. Việc vua Mạc cử người về dự lễ tang đã nói lên sự trân trọng rất lớn của triều Mạc với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Triều đình lại sai cấp ruộng tự điền 100 mẫu, đồng thời cấp 3.000 quan tiền để lập đền thờ ông tại quê nhà. Đích thân vua đề chữ lên biển gắn trước đền thờ là Mạc Triều Trạng Nguyên Tể Tướng Từ. Gián tiếp thiết lập trật tự đất nước. Sử sách đều thừa nhận Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, coi ông là nhà tiên tri số 1 nước Việt. Không chỉ vua Mạc mà ngay cả những người đang phò vua Lê chống nhà Mạc cũng nhiều lần bí mật cử người về làng Trung Am để xin ông kế sách. Chính những kế sách của ông đã góp phần thiết lập nên một trật tự sẽ kéo dài đến hết lịch sử phong kiến Việt Nam. Nước ta đến giữa thế kỷ thứ 16 bị chia đôi, từ Sơn Nam trở ra thuộc nhà Mạc gọi là Bắc Triều, từ Thanh Hóa trở vào là khu vực của nhà Lê hay gọi là Nam Triều. Năm Quý Tỵ 1532, Nguyễn Kim lập con út vua Lê Chiêu Tông lên làm vua, gọi là Lê Trang Tông. Sau khi Nguyễn Kim chết, mọi binh quyền về tay con rể Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm lo sợ hai em vợ Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng tranh giành địa vị nên đã ngấm ngầm giết hại Nguyễn Uông. Nguyễn Hoàng thấy anh bị hại, sợ đến lượt mình, liền cử người kín đáo lên hỏi Trạng Trình. Trạng không trả lời cụ thể, chỉ đứng ngắm đàn kiến bò trên hòn non bộ trước sân nhà và thốt lên một câu: hoành sơn nhất đáy, khả dĩ dung thân. Từ câu nói đó, Nguyễn Hoàng nghiệm ra rằng Trạng Trình đã bày cho kế đi vào phương Nam, vượt qua ranh giới đều ngang mà lập nghiệp. Nguyễn Hoàng vội vàng đến nói riêng với chị ruột Ngọc Bảo, lựa lời xin cho ông vào trấn đất Thuận Hóa, phía Nam dãy đèo ngang. Trịnh Kiểm nghe lời vợ, xin vua Lê Anh Tông cho Nguyễn Hoàng được vào giữ đất Thuận Hóa. Từ đây, giang sơn nhà Nguyễn ở đằng trông bắt đầu. Đến lượt vua Lê chú Trịnh, khi thấy cậu học trò Phùng Khắc Khoan hỏi han đến sự thể, Trạng Trình không nói không rằng. Đến sáng ông mới đến đập cửa và nói vọng vào: gà đã gáy rồi, sao không dậy, còn ngủ gì nữa? Ông Khoan giật mình thức giấc, ngầm hiểu ý, vội vàng bật dậy, sắp đặt hành lý vào Thanh Hóa. Quả nhiên Phùng Khắc Khoan nhanh chóng được trọng dụng và được Thái sư Trịnh Kiểm tin tưởng. Việc gì quan trọng cũng hỏi ý kiến. Khi Lê Trung Tông mất vào năm 1566, nhà Trịnh muốn nhân dịp này để phế luôn nhà Lê, liền hỏi ý Phùng Khắc Khoan. Ông bí mật phái sứ giả ra Hải Dương hỏi ý kiến thầy, thì nhận về hai ẩn ý là: năm nay thóc giống không tốt, chúng bay nên tìm thóc cũ mà gieo mạ, và giữ chùa thờ Phật thì được an oản. Chú Trịnh nghe xong hiểu ngay ý, phải phò nhà Lê thì mới hưởng phúc lâu dài. Về sau con cháu chú Trịnh cũng đã nhiều lần muốn tiếm ngôi nhà Lê, nhưng Trạng Trình đều khuyên khéo: Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong. Thời Mạc Hậu Hợp năm Diên Thành thứ 8 1585, Trạng Trình lâm bệnh. Mậu Hợp sai sứ đến vấn an và hỏi về quốc sự. Ông chỉ trả lời rằng: tha Nhật quốc hữu sự cố, Cao Bằng tuy tiểu khả duyên sổ thế, nghĩa là sau này quốc gia hữu sự thì đất Cao Bằng tuy nhỏ cũng giữ thêm được mấy đời. Quả nhiên sau đó 7 năm họ Mạc mất, các chúa nhà Mạc như Càn Thống, Long Thái, Thuận Đức, Vĩnh Xương rút lui lên giữ Cao Bằng được gần 80 năm, truyền thêm được vài đời nữa. Nhà thơ tài hoa, nhà tiên tri bách phát bách trúng. Sống gần trọn một thế kỷ, đầy rẫy với những biến động và bi kịch của dân tộc, Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn lạc quan và tin tưởng, dày công trao gửi cho thế hệ trẻ những tri thức, niềm khát khao cuộc sống. Cũng giống như Nguyễn Trãi, ông không bộc lộ rõ tư tưởng của mình mà thường gửi gắm trong các tác phẩm như Bạch Vân Am Thi Tập và Tập Thơ Nôm Bạch Vân Quốc Ngữ Thi. Các tác phẩm của Nguyễn Bỉnh Khiêm mang nhiều nội dung khác nhau, nhưng nổi bật nhất là các tư tưởng đạo đức và có đóng góp về mặt thẩm mỹ. Nguyễn Bỉnh Khiêm khơi gợi sự đổi mới kinh tế và đặc biệt là sự đổi mới về tư tưởng trong quan hệ vua tôi. Khi răng dạy học trò, Nguyễn Bỉnh Khiêm hiểu rõ thiên hạ thái bình là nguyện vọng thiết tha nhất của toàn dân tộc. Với vua chúa, dù vô vọng, ông vẫn khuyên mọi người gìn giữ tam cương ngũ thường và nhớ báo đáp ân chúa. Ngược lại, vua chúa cũng hãy vì dân, vì nước. Ông tôn trọng lao động và càng quý hơn khi sự lao động, sự sinh tồn của con người hòa thuận với tự nhiên. Nhiều người cho rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trốn vào tự nhiên, đã ở ẩn trong tự nhiên, thực hiện triết lý nhàn trong tự nhiên. Ông phấn đấu hết mình, lo lắng cho vận mệnh dân tộc trong một sự hòa mình vào tự nhiên, lấy lòng nhân nghĩa mà sống. Ở Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta thấy có tình yêu, nỗi đau, nhưng lại tràn đầy niềm tin. Chính niềm tin cái thiện sẽ chiến thắng cái ác,
tin nền hòa bình sẽ về với đất nước, mà nỗi đau, nỗi lo của ông không chứa đựng tình cảm bi quan. Vượt lên trên hết, giá trị tư tưởng đạo đức của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lịch sử dân tộc là ông đã gắn tình cảm lạc quan với thế hệ trẻ. Tư tưởng về sự kế tục là tư tưởng đạo đức đặc sắc của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bên cạnh tài làm thơ, các nhà lý số Trung Hoa phải bái phục mà phong tặng cho ông danh hiệu An Nam Lý Học Hữu Trình Tuyền. Các bài sấm của ông đa dạng vô cùng, từ dự báo về vận mệnh dân tộc đến dự báo cả những chuyện nhỏ nhặt về đời tư. Số lượng cũng nhiều tới mức các bộ sách mang nội dung về sấm trạng trình đến nay vẫn còn chưa tổng hợp hết. Nổi tiếng nhất về sấm trạng trình có lẽ là việc ông dự đoán về sự ra đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thế kỷ 16, ông đã viết Đụng Sơn Phân Giải, Bò Đái Thất Thanh, Thủy Đáo Lam Thành, Nam Đàn Sinh Thánh, nghĩa là núi Đụng Sơn tự phân chia ra, khe Bò Đái mất tiếng kêu, nước sông Lam khoét vào núi Lam, đất Nam Đàn có thánh ra đời. Đến thế kỷ thứ 19, trong một trận động đất, tất cả các hiện tượng trên đã xảy ra. Ban đầu người ta cho rằng đó là nhà chí sĩ Phan Bội Châu, nhưng chính Phan Bội Châu khi trao đổi với nhà sử học Đào Duy Anh đã khẳng định câu sấm đó ứng vào người thanh niên yêu nước, nguyện ái quốc. Ngoài ra còn phải kể đến hàng loạt những bài sấm của Nguyễn Bỉnh Khiêm dự báo những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Và cứ thế, tấm lòng nhân ái, nỗi niềm vì nước vì dân, sự lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng, lối sống nhàn, thiên nhân hợp nhất và cả những giai thoại tiên tri về vận nước đã khiến trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mãi mãi bất tử trong lòng người dân Việt Nam. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!